Còn đây là massage lòng bàn chân đấy, khi mà bật bài tự động thì nó có hết rồi, mình không cần phải bật những cái nút này nữa đâu. Khi nào mình bật cái tùy chỉnh này thì mình cần bật thôi. Điều khiển tư thế, ví dụ như chân này thấp thì phải nâng lên một chút này. Đó, chân nó phải nâng lên. Đây là nâng chân này. Đấy. Còn đây là hạ chân xuống, chân mũi tên nó kéo xuống đây này. Đây là nâng người lên, người xuống, người tắt xuống một chút xíu này. Đấy. Nghe chị còn có TV chất lượng nhỉ? Đấy, ai có nhu cầu mua TV vặn vặn gọi là vặn tai nhá. Tạch tạch thì sẽ liên hệ. À, sau khi lắp đặt thì nhân viên của Fuji Nasori chúng tôi đang giới thiệu khách hàng sử dụng sản phẩm. Đây là khách hàng tiềm năng. Em cho ngả hết cỡ cao cao nhất đây à? Chưa chưa ngả hết đâu. Ok, thôi xin chào mọi người nhá. Mọi người ai có nhu cầu mua ghế massage hãy liên hệ với Fuji Nasori để được mua hàng chính hãng, giá tốt.